Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hoàng Họng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 150 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy để Khánh Duy có thêm động lực và kinh phí duy trì kênh bằng các hình thức như ví Momo, PayPal, ngân hàng, được ghi dưới phần mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với 150 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Diệp Húc cẩn thận suy xét, đột nhiên nghĩ ra. Ngọc thụ nguyên thần từ trong mi tâm hắn bay lên, tọa trấn đại thế giới trong đan điền. Những chiếc rễ điên cuồng mọc ra, rồi cắm sâu vào trong đất, đâm vào thập giới u minh, địa ngục, xuyên qua thập phương minh thổ. Ngọc thụ mọc lên, càng lúc càng cao, dầm dầm chọc phá trời cao, đả thông từng tầng thiên giới, mọc đến tận trên cả tam thập tam thiên giới, trông như một cái ô thật lớn bao phủ trên không trung thiên đình. Gốc ngọc thụ này xuyên từ tam thập tam thiên cho tới u minh địa phủ, vô cùng rộng lớn, trở thành khu trung tâm của toàn bộ thế giới Diệp Húc. Diệp Húc khai sáng ra bản vương khai thiên kinh, bản vương bất diệt chân thân của hắn đã tu luyện đến tam thập tam thiên giới cho tới 10 tầng địa ngục. Đan điển trung tâm chính là nhân gian, mi tâm giống như vũ trụ tinh không cất chứa thiên đình, đem thân thể của mình hóa thành một thế giới. Nay ngọc thụ nguyên thần của hắn từ mi tâm hạ xuống đan điển, rốt cuộc khiến cho thế giới này trở nên hoàn chỉnh. Có ngọc thụ nguyên thần liên kết với tam giới, ta có thể hủy đi Bích Lạc Hoàn Tuyển Ma Thiên Cấm Điển. Ta có một phần của Luân Hồi Kinh của Nguyên Thủy Thiên Vương, nên cũng có thể bỏ đi Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển, mà Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh cũng có thể phế bỏ. Diệp Húc vươn hai ngón tay khẽ kẹp ở đan điền, rút môn cấm pháp Bích Lạc Hoàn Tuyển Ma Thiên Cấm Điển mà hắn đã tu luyện ra khỏi cơ thể, lập tức lại phá vỡ Luân Hồi Đạo Nhân Thiên Địa Pháp Tướng. Ngay sau đó, một tiếng sấm vang lên, Vạn Kiếp Lôi Thần Thiên Địa Pháp Tướng cũng vỡ nát. Hắn liên tục phế bỏ pháp lực của ba loại cấm pháp, chỉ cảm thấy tu vi cảnh giới của mình rơi xuống một chút, nhưng lại tinh thuần hơn trước. Chỉ có Cửu Chuyển Nguyên Công là Diệp Húc còn chần chừ, chưa lập tức xuống tay. Khu trừ nó ra khỏi bản vương khai thiên kinh, Cửu Chuyển Nguyên Công chính là môn cấm pháp đầu tiên hắn tu luyện. Từ khi hắn trở thành vu sĩ đã bắt đầu tu luyện đến nay, nên nó rất ý nghĩa với Diệp Húc, cùng Diệp Húc vào sinh ra tử, làm cho hắn liên tục tìm được đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa, môn cấm pháp này chính là luật luyện thể, đã luyện vào trong cơ thể thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn trở nên bất diệt kim thân. Môn cấm pháp này được xưng là cấm pháp luyện thể đệ nhất chính đạo. Thiên Địa Pháp Tướng bất diệt đỉnh phong là có thể luyện ra thân thể nhân hoàng, rất là mạnh mẽ. Nhưng so với bản vương khai thiên kinh mà Diệp Húc sáng tạo ra kia thì nó có vẻ quá yếu ớt. Bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc tập trung sở trường của các nhà, không chỉ có tu vi thâm hậu mà cũng có khí lực dũng mãnh. Chỉ tính cường độ thân thể đã mạnh hơn Cửu Chuyển Nguyên Công rất nhiều. Bỏ hay là không bỏ đây? Diệp Húc dãy dụa thật lâu rồi đột nhiên cắn răng ra quyết định. Toàn thân của hắn đột nhiên bốc cháy hừng hực, thái dương chân hỏa mãnh liệt dâng lên từ dưới chân hắn, chỉ một thoáng liền đốt cháy toàn thân. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan trong biển lửa, từng dòng kim thủy chảy xuống, cơ bắp hắn như làm từ bằng vàng ròng, dần dần tan ra dưới sức nóng của thái dương chân hỏa. Các cơ bắp đều tan đi, chỉ để lại xương cốt như được làm từ hoàng kim. Kim thủy càng ngày càng nhiều, giống như một thác nước, mỗi một giọt đều nặng như một ngọn núi lớn. Cuối cùng, xương cốt của Diệp Húc cũng bị đốt thành kim thủy, trôi đi sạch sẽ. Thân thể của hắn hoàn toàn bị đốt thành tro. Chân linh bất diệt. Chân linh bất diệt của Diệp Húc bay ra khỏi hư không, cung cấp năng lượng dồi dào, không ngừng đúc lại thân thể cho hắn. Xương cốt tái sinh, cơ bắp mọc ra, tóc da tái hiện. Không qua bao lâu, Diệp Húc liền khôi phục như lúc ban đầu, dường như không hề khác so với lúc trước. Nhưng thân thể này cực kỳ yếu ớt, kém xa kim thân ban đầu kia. Hắn phi thân vào trong Thái Dương Thần Lô với khuôn mặt không chút thay đổi, khoanh chân ngồi trên mặt trời đã sống lại non nửa trong lò kia. Từ từ vận chuyển bản vương khai thiên kinh, dùng uy năng của món thánh bảo Thái Dương Thần Lô này để rèn luyện thân thể. Vừa rồi,
hắn tự đốt chân hỏa lên xóa đi tất cả ấn ký của môn cấm pháp cửu chuyển nguyên công từ trong cơ thể hắn, không để lại chút nào. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn xóa đi cả chư thiên thập đạo rồi tạo lại cơ thể cho mình, tương đương với dục hỏa trùng sinh. Thân thể này chưa từng được rèn luyện, chỉ có môn cấm pháp bản vương khai thiên kinh này. Nhưng dưới sự tu luyện của Thái Dương Thần Lô và bản vương khai thiên kinh, cường độ thân thể hắn bắt đầu tăng lên, nhanh chóng tiếp cận đến cảnh giới ban đầu kia. Trong Thái Dương Thần Lô, tinh quang lóe lên trong mắt Diệp Húc, một mắt như mặt trời, còn mắt kia như mặt trăng, giao ánh rực rỡ. Bản vương khai thiên kinh của ta đại thành rồi, thì chẳng những phải bỏ đi những môn công pháp này, mà ngay cả thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển, đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp, thậm chí cả Diêm La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, Hồng Mông Thanh Linh Kinh cùng Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh đều phải bỏ đi hết, chỉ để lại tinh thuần như một thôi. Nếu như ta muốn đại thành thì không thể đi con đường mà người khác đã đi, chỉ có đi con đường do chính mình tạo ra mới có thể tiến đến những cảnh giới cao hơn. Hắn đột nhiên hiểu ra, dường như thắng thế cảnh giới vô hoàng, thậm chí là thánh hoàng. Diệp Húc liên tục đem 4 môn cấm pháp trong cơ thể tiêu trừ, tuy rằng tu vi và thực lực đều tạm thời bị rơi xuống, nhưng tu vi lại càng thêm tinh thuần. Bản vương khai thiên kinh càng hoàn thiện một bước, nhược điểm cùng sơ hở của hắn cũng càng ngày càng nhỏ lại. Đợi hắn đem các cấm pháp như Đại Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Pháp, Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, Hồng Mông Thanh Linh Kinh, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển hết thảy theo bản vương khai thiên kinh bên trong mà tiêu thất, khi đó có nghĩa là bản vương khai thiên kinh triệt để đại thành, thông hiểu đạo lý, trở thành một môn cấm pháp độc lập, không còn dấu vết của cấm pháp khác. Mỗi một lần tiêu trừ một môn cấm pháp, đại biểu cho bản vương khai thiên kinh của hắn liền hoàn mỹ đi một phần. Hơn nữa, rút những cấm pháp này ra chỉ tạo thành suy yếu tạm thời, đợi sau khi hắn khôi phục lại, tu vi thực lực gia tăng càng cường đại hơn. Tâm cảnh của hắn đem so sánh với ngày trước có biến hóa cực lớn, khiến nhãn giới của hắn càng thêm khoáng đạt, đứng càng cao, nhìn càng xa, thậm chí bắt đầu nhìn đến cảnh giới vô hoàng, thánh hoàng. Nhân hoàng sở dĩ không thể trở thành vô hoàng là bởi vì bọn họ tu luyện cấm pháp do thiên đạo truyền lại. Tuy rằng cấm pháp có thể chống đỡ bọn họ tu luyện tới cảnh giới vô hoàng, nhưng vô hoàng chính là thế gian chi chủ, há có thể không sở hữu cái của riêng mình đây. Cho nên nhân hoàng nếu chỉ tu luyện cấm pháp của người khác thì tuyệt đối không thể trở thành vô hoàng. Nhất định phải từ trong cấm pháp của người khác hiểu ra pháp của bản thân, ngộ ra đạo của riêng mình, tu thành pháp của bản thân mới có thể trở thành vô hoàng. Ma hoàng chính là tổng hợp cấm pháp của thập đại Diêm La thần điện, bản thân khai sáng ra thập đại Diêm La Ma Hoàng đại điển mới đạt thành tựu vô hoàng. Ứng Tông đạo đem 9 đại cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông hết thảy tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong, tiếp cận vô hạn cảnh giới vô hoàng. Nhưng sở dĩ hắn không thể thành luyện vô hoàng, đoán chừng là còn chưa đem 9 đại cấm pháp này dung hợp là một, đợi khi hắn dung hợp xong sẽ thành vô hoàng. Về phần những vô hoàng khác trong lịch sử như là Tây Hoàng có Huyền Không Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, Nga Hoàng khai sáng ra lục đại cấm pháp, thậm chí tu luyện tới thánh hoàng cảnh giới, thậm chí ngay cả Chuyển Luân Nữ Thánh Vương đã bị Chu Vũ Mục Vương đánh chết cũng có cấm pháp của mình truyền lại đời sau. Đây mới là vô hoàng, sở dĩ là nền tảng của vô hoàng. Nếu như lần này không phải cùng Đông Hoàng Phổ Tung giao thủ, làm cho hắn biết bản vương khai thiên kinh của mình có khiếm khuyết, sớm đem khiếm khuyết tiêu trừ, Diệp Phúc muốn nhận thức được điểm này, nhận thức con đường thành vô hoàng, thấp nhất còn cần hắn tu luyện tới cảnh giới nhân hoàng đỉnh phong, khổ sở suy nghĩ không biết bao nhiêu năm mới có thể ngộ ra đạo lý này. Bản vương khai thiên kinh của ta dung hội nhiều cấm pháp như vậy, nhưng đến cuối cùng cũng đều phải từng đạo một rút ra. Đợi khi ta tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong rồi, khoảng cách tới vô hoàng chỉ có nửa bước, trừ khử ảnh hưởng của cấm pháp khác, bản vương khai thiên kinh đại thành, lúc đó ta sẽ thành tựu vô hoàng. Diệp Húc không khỏi tâm thần kích động, trở thành vô hoàng. Từ xưa đến nay đã vài vạn năm, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đều bị vây khốn tại ngưỡng cửa này, không biết bao nhiêu người chết già thì chung không thể ngộ ra đạo của bản thân, pháp của bản thân. Mà chính mình hiện tại liền ngộ ra đạo của bản thân, pháp của bản thân, đợi tới thời điểm nhân hoàng đỉnh phong, hắn thành tựu vô hoàng, tất sẽ không có phiền toái giống như những người khác như vậy. Ngộ tính, tài trí của ta xuất sắc như vậy, khi trở thành vô hoàng sẽ không thật sự phải bị thiên khiển chứ? Hắn nói thầm một tiếng, hết sức chuyên chú lợi dụng kiện thánh bảo Thái Dương Thần Lô tu luyện thân thể mới của bản thân mình. Bản vương khai thiên kinh của hắn đã có chút thành tựu, luyện thể thuật còn có cửu chuyển nguyên công cùng vạn kiếp vô lượng tâm kinh ở trên. Chỉ thấy ngọc lâu trên đỉnh đầu của hắn trong lầu tràn ngập huyền hoàng khí, còn có một ít hồng mông tử khí tinh thuần. Huyền hoàng nhị khí là nguyên khí khi thiên địa mới bắt đầu, mà hồng mông tử khí là nguyên khí thuần túy nhất còn lại khi thiên địa chưa thành, chất lượng còn hơn huyền hoàng nhị khí không biết bao nhiêu lần. Diệp Phúc vận chuyển bản vương khai thiên kinh xuống dưới, chỉ thấy một tia hồng mông tử khí bị kéo đến, chảy vào bên trong thân thể mới của hắn,
Năng lượng trong hồng mông tử khí mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng nổi, dễ dàng chấn vỡ nhục thân của hắn. Tuy nhiên, giờ phút này có Thái Dương Thần Lô là Thánh Hoàng Chi Bảo ở đây, không ngừng lấy Thái Dương chân hỏa tu luyện thiêu đốt, lấy uy phong thánh bảo mà áp chế luyện hóa hồng mông tử khí, khiến nhục thân của hắn đủ cường đại đến trình độ có thể dung nạp được hồng mông tử khí. Cho dù như vậy, Diệp Phúc cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có thể hấp thu luyện hóa hồng mông tử khí một chút ít một. Nếu như hấp thu nhiều quá sẽ làm cho thân thể không thể chịu đựng nổi, chỉ sợ hắn sẽ ầm một tiếng bạo thể tại chỗ mà chết. Độ hung hiểm trong chuyện này không kém hơn cùng cường giả Đông Hoàng Phủ Tung đại chiến một trận, nhất định phải chú ý hết sức cẩn thận như đi trên mặt băng mỏng. Bất quá, nếu như luyện thành hồng mông thân, nhục thể của hắn chỉ sợ sẽ cường đại đến trình độ khó nghĩ tới. Cho dù là cao thủ như Đông Hoàng Phủ Tung cũng đừng mơ tưởng làm bị thương mảy may, e rằng chỉ có cường giả cấp bậc Đông Hoàng Phủ Tung toàn lực thôi động cấm bảo bán thành phẩm hoặc là cấm bảo mới có thể đem nhục thể của hắn phá hủy được. Khối thân thể này của hắn một khi sinh ra đó là thân thể cảnh giới bất diệt. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất chính là tiêu trừ cấm cố ban đầu đã có thể tu luyện cảnh giới tam bất diệt, nâng cao tu vi, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trong vòng 10 năm, tu thành nhân hoàng cũng không là vấn đề. Chuyện tìm kiếm thần dương linh mạch bậc 9, Diệp Phúc giao cho đám người giả Lam Minh Tôn chủ trì, chính mình chỉ là chỉ điểm phương vị cho bọn hắn đi tìm, mà hắn thì toàn tâm toàn ý tu luyện, rèn luyện thân thể, nâng cao tu vi. Tiên quang bên trong phương trượng tiên sơn đã bị hắn luyện hóa được gần 1/10, tu vi bên trong hắn liên tục không ngừng tiến bộ, tiếp cận tới gần thân thể bất diệt trung kỳ. Một mảnh vô tận đại dương mênh mông phía trên, một đầu thần dương linh mạch bậc 9 vặn vẹo thân hình từ trong mặt đất dưới đáy biển lao ra, dấy lên từng cơn sóng to gió lớn, sóng cao vài dặm đổ xô ra bốn phía. Đầu linh mạch này dài đến ngàn dặm, ở trong biển rút đi nhanh chóng vô cùng, thân hình vừa động đã chạy xa mấy ngàn dặm. Nhưng vào lúc này, trong lòng đất dưới đáy biển lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy quái tháp 18 tầng lao ra khỏi mặt đất, bay nhanh đuổi theo đầu linh mạch này. Trên quái tháp có một tráng hán đầu trâu đang đứng, một chảo xuất ra cầm cố hư không, kéo đầu linh mạch này nhốt tại trong biển. Ra một tiếng, linh mạch bay lên, Bảo Hiền Minh Tôn lao ra khỏi mặt nước, tùy tiện nói: "Con bọ cạp chết tiệt, đây là đầu kiểu giai thuần dương linh mạch thứ mấy rồi vậy?" Vừa rồi, đúng là hắn lèn vào trong lòng đất dưới đáy biển, đem đầu kiểu giai thuần dương linh mạch này bước ra khỏi lòng đất. Giả La Minh Tôn tế lên y doãn huyền quan, đem đầu linh mạch này thu vào trong huyền quan. Chỉ thấy, bên trong huyền quan từng đầu linh mạch như là kim long, nga du trong quan tài bảo hồn giới. Hắn cẩn thận đếm kỹ, trầm giọng nói: "Đây đã là đầu thứ 48 rồi." "Sao? 48 đầu rồi sao?" Bảo Hiền Minh Tôn không khỏi hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm mà nói: "Nửa năm thời gian, chúng ta đã du lịch qua hơn 30 lục địa, không ngờ tìm được 48 đầu thần dương linh mạch bậc 9. Nhiều linh mạch như vậy, lão tử cũng có chút tê dại rồi. Cái khoản tài lực bậc này, có cái thánh địa nào có thể so sánh được đây? Chỉ sợ, nếu như so ra, cũng vượt một cái thượng cổ hoàng triều đi rồi." "Sao? So ngang với thượng cổ hoàng triều ư?" Tu Đề Minh Tôn lắc đầu nói: "Thượng cổ hoàng triều như Lăng Mộ, Hoàng đế Đại Thương, có vị nào không chôn cùng mấy đầu thần dương linh mạch đây? Thậm chí Thăng Hoàng chôn cùng 99 đầu. Chúng ta tìm được đến điểm tài phú này, tối đa chỉ có thể so sánh cùng, chứ làm sao vượt hơn Đại Chu hoàng triều cường đại được." "Không sai, ta nghe lão mẫu nói, thời kỳ Nghệ Hoàng thống trị, số thần dương linh mạch bậc 9 mà đại hạ chiếm cứ nhiều vô số kể, không 1000 thì cũng 800. Nghệ Hoàng vì lấy lòng Nga Hoàng đã đưa cho nàng không ít đầu." Hạo Tiên Khuyển tiếp lời: "Bất quá, nếu chúng ta tìm kiếm tiếp tục như vậy, chỉ sợ cướp đoạt được số lượng linh mạch không kém so với đại hạ đại thương đâu." Giả La Minh Tôn ánh mắt chớp động, ha ha cười nói: "Lúc trước, nếu như có đầu thuần dương linh mạch bậc 9 đặt ở trước mặt lão tử, nhất định sẽ đại khai sát giới. Cho dù là Vu Hoàng, nếu mà cùng ta tranh đoạt, lão tử cũng muốn giết cho hắn đầu rơi máu chảy. Chẳng qua hiện tại trông thấy nhiều linh mạch như vậy, trái lại không có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía này rồi." "Ta ngược lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía đấy." Bảo Hiền Minh Tôn nhỏ giọng nói: "Chúng ta mang theo 48 đầu thuần dương linh mạch bậc 9 đi ngông nghênh bốn phía, nếu như bị người biết được, chỉ sợ tất cả thánh địa trong thiên hạ đều ngồi không yên, một ý niệm liền chạy tới, liền đem chúng ta đổ sát hết rồi. Cái khoản tài phú này Ma Hoàng thì sợ nhịn không được mà động tâm, ngồi không yên muốn chém giết chúng ta kìa." Già La cùng Tu Đề trầm mặc một lát, gật đầu nói: "Lấy tính cách của Ma Hoàng sẽ ngồi không yên, khẳng định ra tay cướp đoạt."
Hào Thiên Quyển hai mắt tỏa sáng, kêu gào mà nói: "Chúng ta hiện tại mới tìm được hơn 30 lục địa không đến 1% của 3.000 lục địa. Nếu như đem 3.000 lục địa hết thảy mà cướp đoạt một lần, các người nói đó có là lượng tài phú cực lớn tới đâu đây? Hey, không bằng mê hoặc chủ công, đem 3.000 lục địa hết thảy vơ vét đi thôi." Già Lam Minh Tôn đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy thanh âm Diệp Húc chuyển tới, cười nói: "Đem 3.000 lục địa hết thảy vơ vét một lần cũng không phải là không được. Bất quá cướp đoạt hơn 40 đầu thuần dương linh mạch liền tiêu phí nửa năm thời gian rồi. Nếu như đem 3.000 lục địa chạy qua một lần, chỉ sợ liền hoa phí 5-60 năm thời gian mới có thể xong được." Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc bên trong Thái Dương Thần Lô đi ra vẫn là một thân áo lam như trước, nhẹ nhàng sảng khoái, nhìn phảng phất giống như thiếu niên vậy. Nhất cử nhất động của hắn có một loại cảm giác hoàn toàn tự nhiên, phảng phất cử chỉ chính là vô pháp, là đạo ngân, là trận vân, cho người ta một loại cảm giác siêu thoát thế gian, siêu phàm thất tục, thanh tú tuấn lãng. Thân thể của hắn tuy rằng giống như trước, nhưng làm sao người ta liếc mắt qua liền thấy hoàn mỹ vô khuyết điểm, làn da giống như vải tơ, lại như lưu kim, tìm không ra một tia tì vết nào. Hắn hôm nay tu vi rất sâu, thậm chí làm cho bọn người Già La Minh Tôn Tu Đề một loại cảm giác cao thâm mặc chắc. Già La Tu Đề cùng Bảo Hiền chính là nhân hoàng, mà Diệp Húc vẫn là tam bất diệt cảnh, chưa tu thành nguyên thần bất diệt. Không ngờ lại để cho nhân hoàng bọn hắn cảm thấy cao thâm mặc chắc, không thể không làm cho bọn hắn sinh ra cảm giác kính nể. Hào phí 50 năm thời gian đi cướp đoạt thần dương linh mạch, không khỏi cái được có phần không bù nổi cái mất rồi. Diệp Húc nhẹ nhàng cười, thu hồi Thái Dương Thần Lô, cười nói: "Linh mạch mặc dù tốt, nhưng nhiều hơn cũng là lãng phí, chỉ cần đủ dùng là được." "Đáng giá, đáng giá mà." Hào Thiên Khuyển mặt mày hớn hở, kêu lên: "Làm sao mà mất nhiều hơn được chứ, linh mạch loại này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt mà." Diệp Húc không nhịn được cười, lắc lắc đầu trầm giọng nói: "Những linh mạch này, tất cả các ngươi lấy đi một, lưu lại tương lai khi các ngươi thành tựu vô hoàng sẽ sử dụng." Đám người Già La Minh Tôn vừa mừng vừa sợ, chỉ có Hạo Thiên Khuyển là nhỏ giọng: "Một thì làm thế nào mà đủ được, đệ nhất tôn vương khẩu vị lớn, thấp nhất cũng muốn lấy 10 đầu, 8 đầu kìa." Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói: "Tu Đề, Bảo Hiền, các ngươi hai người mang 10 đầu linh mạch trở về, giao cho chủ mẫu của các ngươi cho nàng xử lý đi." Tu Đề cùng Bảo Hiền lĩnh mệnh, lấy 10 đầu thuần dương linh mạch bậc 9, lập tức trở về trung thổ thần châu, thẳng hướng Quan Tinh Phong mà đi. Còn dư lại 34 đầu, đưa cho yêu chủ 9 đầu, phần sinh lễ này chắc cũng không quá nhẹ. Diệp Húc đem linh mạch còn dư lại thu hồi, lẩm bẩm mà nói: "Lần trước ở Hoàng Tuyển Ma Tông, Ứng Tông Đạo dẫn yêu chủ đi vào trong Hoàng Tuyển Ma Tông, đưa quà tặng giao tận tay y. Quà tặng của yêu chủ không thể nói không phong phú, thậm chí đem hai đại cấm pháp chấn giáo của Thiên Yêu Cung đều tặng đi, đủ thấy rõ thành ý. Nhưng do Ứng Tông Đạo chỉ lo nhận quà, vẫn chưa kịp hỏi yêu chủ đây là vì ấy cầu hôn con gái hay sao, việc này làm cho Diệp Húc luôn luôn tức giận. Nhưng nếu Ứng Tông Đạo không có hỏi thì yêu chủ cũng không nói, Diệp Húc cũng dứt khoát làm bộ hồ đồ. Lần này trả lễ về liền đem khoản sổ sách lung tung tính toán lại. Yêu chủ tặng cho hai bộ cấm pháp, một bộ chính là Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết, một bộ chính là Hy Hoàng Phục Đạo Kinh. Cả hai đều là cấm pháp không sai, nhất là Hy Hoàng Phục Đạo Kinh cùng Hà Đồ chính là một khối. Tu luyện cấm pháp này liền có thể thúc giục Hà Đồ đem uy lực vô hạn của cấm bảo này phát huy ra triệt để. Thế nhưng đáng tiếc chính là bản thân ta đã có bản Vương Khai Thiên Kinh nên không cần tu luyện hai loại pháp môn này. Vô luận là Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết hay Hy Hoàng Phục Đạo Kinh, so với bản Vương Khai Thiên Kinh của Diệp Húc mà nói đều không thích hợp. Bởi thế hai loại cấm pháp này hắn cũng không tính tu luyện. Hơn nữa yêu chủ đem hai bộ cấm pháp này giao cho hắn cũng không có ý tứ cho hắn tu luyện. Thứ nhất là tư thế của lão chứng tỏ đã ta đem cấm pháp chấn giáo chân quý nhất của Thiên Yêu Cung giao cho ngươi nhằm biểu đạt thành ý. Thứ hai chính là đem hai cấm pháp này truyền lại cho cháu ngoại của mình. 9 cái linh mạch đưa cho yêu chủ, chỗ này của ta còn lại 25 cái, không bằng thử xem ngọc lâu của ta có thể để thăng mấy phẩm cấp đây. Diệp Húc cùng Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển hướng Thiên Yêu Cung tiến đến, hắn suy tư nói: "Ngọc lâu của ta hấp thu kiến mộc tinh khí đã trưởng thành tới tầng thứ 15, uy lực có thể so với cấm bảo. Không biết sau khi đạt tới tầng thứ 16 thì uy lực cường hãn tới mức nào đây?" Hắn nghĩ tới là làm, lấy một mẫu linh thạch, sau đó tới lên ngọc lâu, nhưng thấy trong ngọc lâu vô số rễ cây chui ra ngoài, phân hướng tuôn vào bên trong linh mạch, hấp thu tuần tương linh khí bên trong. Sau một lúc lâu, linh mạch này đã bị hút khô.
Diệp Húc mở to hai mắt đánh giá ngọc lâu của mình, chỉ thấy ngọc lâu của y đừng nói nhiều hơn một tầng, mà ngay cả màu sắc cũng chẳng có biến đổi gì cả. Tầng càng cao thì khẩu vị của ngọc lâu càng lớn, hiện giờ thậm chí một cái thuần dương linh mạch bậc 9 cũng không thể làm cho nó sinh trưởng được nữa. Hắn lại lấy ra một cái linh mạch tiếp tục nuôi nấng ngọc thụ trong ngọc lâu. Ngọc thụ sau khi hấp thu hai cái thuần dương linh mạch bậc 9 cũng chẳng có biến hóa chút nào, chỉ thấy hồng mông tử khí bay bay chung quanh ngọc lâu dần dần trở lên nồng đậm hơn. Trong lòng Diệp Phúc vừa động, hắn liền lập tức đem càng nhiều linh mạch ra không ngừng nuôi dưỡng. Bản vương khai thiên kinh của hắn đã hoàn toàn bài trừ cấm pháp cửu chuyển nguyên công, thành công tạo thành hồng mông bất diệt thân cực kỳ độc đáo, vì thế cần đến loại hồng mông tử khí này để đề thăng tu vi. Từng cái linh mạch bị ngọc thụ cắn nuốt biến mất không thấy gì nữa. Thấy Giả La Minh Tôn cùng Hạo Thiên Quyển hết hồn, trong lòng đau như cắt. Thuần dương linh mạch bậc 9 chính là số mệnh của trời đất, là cơ sở thành tựu vu hoàng, cũng không phải loại đi đường gặp phải dễ dàng gì, phải nói là một loại cực kỳ quý hiếm, nhưng lại bị tên Diệp Phúc lãng phí như vậy, ngay cả đám người bọn họ cũng đau lòng không thôi. Diệp Phúc liên tục dùng 4 cái linh mạch nuôi dưỡng thì ngọc lâu của hắn mới từ bạch ngọc biến thành hắc ngọc, sau khi tiếp tục dùng 5 cái nữa mới từ hắc ngọc biến thành thanh ngọc. Nếu muốn đạt tới trưởng thành là huyền hoàng lâu, ước chừng phải tiêu hao hết 6 cái thuần dương linh mạch bậc 9. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Húc không khỏi hít vào một hơi lạnh. Chưa tới một canh giờ mà ngọc thụ bên trong ngọc lâu đã nuốt sạch 15 cái thuần dương linh mạch. Khẩu vị của ngọc lâu này rất cao, không khỏi làm cho tim Diệp Húc đập nhanh. Hắn đem 10 cái thuần dương linh mạch bậc 9 còn lại nhất loạt ném tới ngọc lâu của mình, cuối cùng cũng đem ngọc lâu lớn lên thành công, hóa thành bạch ngọc lâu tầng thứ 16. Ầm vang một tiếng, bên tai Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền vang. Từ trong u tối, hắn giống như cảm giác được ngọc thụ bên trong ngọc lâu tựa như lớn đến mức cực hạn, cuối cùng đột phá giới hạn, phá tan ranh giới thiên nhân, đem cành lá sinh trưởng kéo dài đến một thế giới khổng lồ to lớn dị thường. Từng luồng linh khí màu trắng từ bên trong rễ cây ngọc thụ tràn ra ngoài, tựa như thủy ngân nặng trĩu, càng ngày càng nhiều hướng vào bên trong ngọc lâu của hắn mà tràn vào. Là tiên linh chi khí. Trong đầu của Diệp Húc nổ ầm ầm, ngọc thụ bên trong ngọc lâu thế mà có thể kết thành tiên linh chi khí. Cái này chẳng phải nói rằng ngọc thụ đã đạt thông thành lũy hư không kia sao, tiến vào trong thiên giới kia hay sao? Hắn có thể cảm giác được cành lá của ngọc thụ đang ẩn giấu tại một thế giới bát ngát bao la trên bầu trời, không ngừng hấp thu tiên linh chi khí trong thế giới đó và không sợ bị người khác phát hiện. Lúc trước kiến mộc hấp thu liên tục 99 cái linh mạch mới đột phá thành lũy thiên nhân, mở ra con đường thông thiên. Vậy chẳng phải ngọc thụ trong ngọc lâu của ta cường đại như kiến mộc kia, thậm chí còn mạnh hơn hẳn hay sao? Lúc trước kiến mộc mở ra con đường thông thiên, lập tức đã đem tên đầu sỏ trên thiên giới chú ý. Võ La lão tổ kia dùng một chưởng đập nát kiến mộc, thậm chí còn nhổ tận gốc của nó. Mà ngọc thụ bên trong ngọc lâu giờ phút này cũng đã thông đạo nọ, nhưng cành lá của nó lại ẩn giấu trong hư không của thiên giới, nên không ai phát hiện được. Bởi vậy Diệp Húc mới có thể nói ngọc thụ của hắn so với kiến mộc còn mạnh hơn rất nhiều. Thành lũy này mở ra chẳng lẽ nói bản thân ta có thể tiến vào bên trong thiên giới hay sao? Trong lòng Diệp Húc đập loạn thình thịch. Ngọc thụ của y đã thông lên thiên giới, nên bức tường chắn thiên nhân hai giới đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì, không cần đợi hắn tu thành vu hoàng liền có thể đi vào thiên giới rồi. Hình như là có thể. Đột nhiên Diệp Húc nghĩ đến một mấu chốt, nếu hắn muốn đi vào thông đạo được ngọc thụ đánh vỡ ra thì nhất định phải đi vào tầng thứ 16 của ngọc lâu, lúc này mới có thể đi ngược theo ngọc thụ mà một bước lên trời. Nhưng giờ phút này đây, bởi vì sự hạn chế tu vi mà ngọc lâu chỉ mở ra tầng thứ 8, còn tầng quan trọng nhất là tầng thứ 9 kia thì vẫn chưa mở ra để đạt được truyền thừa trong đó. Còn nhiều tầng phía sau đối với hắn mà nói cũng không trở ngại gì, có thể tùy ý mà thông hành. Nói cách khác, phải trở thành nhân hoàng mới có thể đi vào thiên giới được. Diệp Phúc thở dài thầm nghĩ, cho dù tạm thời không thể vào thiên giới, thế nhưng tiên linh chi khí kia càng nhiều càng tốt. Nói như thế ngọc lâu của ta tiếp tục lớn dần lên, tất nhiên cũng có thể từ thiên giới hút càng nhiều tiên linh chi khí hơn nữa rồi. Lập tức Diệp Phúc lại lắc đầu, lần này vì muốn ngọc lâu sinh trưởng ra tầng thứ 16 mà hắn đã gần như hao phí sạch 20 cái thuần dương linh mạch bậc 9. Nếu trưởng thành tới tầng thứ 17 thì chỉ sợ linh mạch cần sử dụng lên đến con số hàng trăm mà tính. Tầng thứ 18 chắc chắn là hàng ngàn. Đến lúc đó cho dù hắn đem toàn bộ linh mạch trên thế giới vô hoang thu gom sạch sẽ cũng không thể nào tìm ra được nhiều thuần dương linh mạch như vậy. Hơn nữa, đợi sau khi tìm xong đầy đủ linh mạch cũng qua hơn 10 năm, lúc đó Diệp Phúc cũng thành nhân hoàng mất rồi, đủ khả năng đi vào thiên giới, tiến vào thiên giới tìm kiếm tiên linh chi mạch. Một cái cũng còn hơn cả trăm cái thuần dương linh mạch, cho nên Diệp Phúc cũng không tính toán tới việc tiếp tục thăng cấp cho ngọc lâu.
Cho dù hiện tại không thể vào trong thiên giới, thế nhưng tiên linh chi khí do Ngọc Thụ kéo xuống cũng cực kỳ khổng lồ, tu luyện hàng ngày cũng đủ xài rồi. Tiên quang trong phương trượng tiên sơn đã bị Diệp Húc dùng hết một thành, đợi cho hắn tu luyện thành nhân hoàng kỳ, chỉ sợ toàn bộ tiên quang lúc đó đều hết sạch. Đến lúc ấy Diệp Húc chỉ có thể đi trước một đường, có thể đi lên để lên thiên giới. Chỉ có tiên linh chi mạch mới đủ cung cấp linh khí cho hắn, để hắn tiến vào vô hoàng. Cho dù là thần dương linh mạch bậc 9 cũng không thể nào làm được. Rốt cuộc Diệp Húc chạy tới trung thổ thần châu, trong tầm mắt phía xa xa là đầm Vân Mộng, một gốc cây phù tang cao chót vót đứng giữa trung tâm cái đầm. Mà ở phía nam của đầm, yêu khí mấy ngày liền hóa thành một mảnh yêu vực, vũ sĩ tầm thường sẽ rất ít đến đó lịch lãm. Có điều ở trung tâm tràn ngập yêu khí thì càng có nhiều loại hoa cỏ thắng cảnh, thanh sơn lục thủy, hồ gầm núi rừng, bạch hạc rong chơi, thậm chí còn có một quốc gia của yêu tộc, nơi đó chính là địa giới của Thiên Yêu Cung. Diệp Húc trực tiếp đi vào yêu vực kia, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía xa xa có hai cự nhân đầu người thân rắn, phía đuôi cả hai quấn lại với nhau cùng một chỗ, đứng ở bên trong quần núi. Hai tay của bọn họ mở ra tương liên lên lên một cung điện đẹp đẽ. Hai cự nhân đầu người thân rắn này cao tới mấy vạn trượng, đứng thẳng người tựa như núi rừng trùng trùng điệp điệp. Mây trắng phiêu du phía eo của hai người, thậm chí trên người họ còn có thác nước chảy xuống, sông lớn chảy xiết, bách thú hội tụ. Hai vị này chính là Hy Hoàng cùng Oa Hoàng, đều là người khai sáng ra Thiên Yêu Cung. Cả hai đem nhục thể bản thân luyện chế thành cấm bảo, lưu lại thân thể trấn thủ số mệnh Thiên Yêu Cung. Thiên Yêu Cung chính là thánh địa hạng nhất nhì trong yêu tộc, có được tứ đại cấm bảo Hà Đồ, Lạc Thư, thân thể Hy Hoàng cùng thân thể Oa Hoàng. Ở bên trong đầm lầy Vân Mộng hiếm có ai dám đến quấy phá. Tâm thần Diệp Húc khuấy động, lúc này liền phóng lên cao hướng cung điện trong lòng bàn tay Hy Hoàng cùng Oa Hoàng mà bay đi. Già Lam Minh Tôn cùng Hạo Thiên Khuyển vội vàng đuổi theo, một người một chó, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, tấm tắc khen ngợi không thôi. Cùng với thánh địa của nhân tộc và thánh địa ma tộc mà nói, thì yêu tộc thánh địa Thiên Yêu Cung này đã tràn ngập tư tưởng nước ngoài, khiến cho bọn hắn cảm giác mở rộng tầm mắt. Diệp Húc, Diệp Thiếu Báo tiến đến bái kiến yêu chủ. Diệp Húc bay tới cung điện liền cất cao giọng nói: Cô ra đến rồi, cô ra đến rồi. Chỉ thấy trong Thiên Yêu Cung ồn ào hẳn lên, có nhiều đại yêu không biết chuyện đều đang sôi nổi cưỡi mây đạp gió xuất cung ra xem. Tại thiên giới, Quân Thiên lại nói, từ sau khi ngọc lâu của Diệp Húc đột phá tầng thứ 16 thì cành lá của ngọc thụ đã xuyên qua ranh giới thiên nhân, đánh vào hư không, tiến vào trong thiên giới. Trung ương Quân Thiên đột nhiên phát sinh chấn động cả đất trời, rầm rầm ầm ầm liên tục trong một khắc thời gian mới chậm rãi bình ổn trở lại. Lúc này trên thiên giới, nhiều ngọn núi lớn đều bị chấn động làm cho sụp đổ, quấy nhiễu không ít cao thủ sôi nổi đi xem xét tình hình, không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Đột nhiên từ bên trong một cung điện vàng ngọc đứng sừng sững ở trên bầu trời thiên giới truyền ra một thanh âm rất lớn. Nếu như lúc này Diệp Húc ở đây sẽ biết cái thanh âm này chính là của Võ La lão tổ. Chỉ nghe thấy Võ La lão tổ trầm giọng nói: Tuần thiên sứ, đi thăm dò xem đến tận cùng chuyện gì đã xảy ra, lại có thể lay động cả thiên địa Quân Thiên như vậy. Bên trong cung vàng điện ngọc, một đám người mặc áo đen bay lên, tản mát ra từng luồng khí tức làm cho người ta phải sợ hãi, bay ra bốn phương tám hướng. Đây chính là đội tuần thiên sứ của thiên giới, mỗi người đều có tu vi vô hoàng, thậm chí có kẻ có thực lực siêu việt hơn vô hoàng. Tuần thiên sứ ở Quân Thiên bắt đầu tản ra đi tuần tra chư thiên, vẫn không phát hiện điều gì khác thường. Ngọc thụ của Diệp Húc kéo đi tiên linh chi khí, làm cho nguyên khí phát sinh trên thiên giới xảy ra tình trạng bị hao hụt. Nhưng mà so với đám cao thủ bên trong thiên giới mà nói, thì mỗi thời mỗi khắc thổ nạp nguyên khí của bọn họ còn vượt xa bộ phận bị hao hụt kia, bởi vậy vẫn chưa bị đám tuần thiên sứ này phát hiện ra. Không có gì khác thường ư? Làm sao có thể như vậy? Bên trong kim điện, Võ La lão tổ ở phía trên điện phủ nhìn đám tuần thiên sứ dưới trướng, đến cả thở mạnh cũng không dám, chỉ nghe y thấp giọng nói: Xem tình trạng chấn động ở Quân Thiên này, rõ ràng có một đám yêu nghiệt tài giỏi xuất thế. Nếu như để cho hắn đạt được thành tựu, tất sẽ làm loạn thiên giới. Nhưng vì sao lại không phát hiện ra tung tích của bọn chúng vậy? Tiếp tục tìm cho ta, phải điều tra rõ ngóc ngách của bọn yêu nghiệt này. Cho dù bọn chúng ẩn cư nơi thâm sơn củng cốc, cũng phải đem hắn trong Quân Thiên bắt được. Cũng trong lúc đó, Diệp Phúc, Diệp Thiếu Báo bái kiến nhạc phụ đại nhân. Bên trong Thiên Yêu Cung, đám cao thủ yêu tộc cùng tụ tập lại. Diệp Phúc đi lên Hy Hoàng Điện thi lễ với yêu chủ, rồi cất cao giọng nói: Tiểu tế lần này đến vội nên không có chuẩn bị đại lễ, chỉ có vài lễ vật nhỏ, không đủ để tỏ sự tôn kính của mình. Già La Minh Tôn đứng ở sau lưng Diệp Húc nghe thấy thế bèn bĩu môi:
lần này đến quá vội hay sao? Người khác không biết chứ lão là biết rõ ràng. Vì chuyến đi đến Thiên Yêu Cung lần này, Diệp Phúc đã tốn đi chừng nửa năm, có thể nói là bước khắp thiên sơn vạn thủy, đi cả hàng tỷ dặm đường, thậm chí trên đường đi còn đụng độ Nhân Hoàng Đỉnh Phong của Thái Dương Thần Cung chống lại cấm bảo. Vội vàng ở đâu ra chứ? Rõ ràng lấy vô đồ đã lâu. Huống hồ lễ vật mà Diệp Phúc chuẩn bị cũng không hề nho nhỏ mà là hậu lễ. Lão có thể tưởng tượng ra cảnh khi lấy ra món hậu lễ này, đám đại vu cự đầu, lão quái vật cùng bá chủ yêu tộc nơi đây sẽ kinh ngạc như thế nào. Yêu chủ cũng tiếu dung tiếu ý nhìn về phía Diệp Phúc, trong lòng cũng có phần kinh ngạc. Tên tiểu tử này rốt cuộc cũng chịu tự mình đi đến Thiên Yêu Cung ta cầu hôn đứa con gái thứ hai rồi. Lần trước ta tự đến Hoàng Tuyển Ma Tông đã hạ mất mặt mũi lắm rồi. Cũng tốt. Nếu hắn mà không tới Thiên Yêu Cung dù chỉ một chuyến, mặt của ta liền không có chỗ đặt. Về phần cái gọi là lễ vật nho nhỏ kia thì cũng không quan trọng cho lắm. Hắn chính là người đứng đầu Thiên Yêu Cung, thánh chủ của một thánh địa, có bảo vật nào mà chưa từng gặp qua đây? Có thể nói trên đời này thứ khiến yêu chủ khiếp sợ hầu như là không có mấy. Tu vi tên tiểu tử này sẽ lại biến hóa từng ngày một, chắc là nay đã tu luyện tới cảnh giới thân thể bất diệt bát phẩm rồi. Hắn đánh giá Diệp Phúc từ trên cao xuống, cũng biết rõ tu vi tiến cảnh của Diệp Phúc, không khỏi âm thầm sửng sốt. Khi nhìn thấy Già La Minh Tôn, vị Nhân Hoàng Hoàng tộc Già La kia thì lại cả kinh. Nhân Hoàng Ma tộc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ngờ bên người Diệp Phúc lại có một vị Nhân Hoàng của Hoàng tộc Già La đi theo. Khi hắn nhìn thấy con phá cẩu Hạo Thiên Khuyển thì lộ ra vẻ động dung, hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở vô hoàng từ trên thân thể con phá cẩu kia. Diệp Phúc khẽ vỗ tay, Già La Minh Tôn lập tức bước lên, cung kính nói: Chủ công nhà ta dâng lên 9 cành thuần dương linh mạch bậc 9, 1 cây bản đào, 10 quả bà sa đào, 100 đóa bỉ ngạn hoa, chúc yêu chủ vạn thọ vô cương. Lão vung tay lên, 9 cành thuần dương linh mạch bậc 9 như 9 con kim long xuất hiện trước, chúng tản ra hơi thở khủng bố, y như vô hoàng. Những đại vu yêu tộc có tu vi hơi yếu một chút, thậm chí còn bị luồng hơi thở này đè bẹp. Ngay sau đó, một gốc bản đào xuất hiện, thủy khí ngàn cành. Những chiếc rễ bay múa, trên cây còn hơn 10 quả bản đào chưa chín, hương khí sọc vào mũi. Mỗi một quả bản đào đều có một mảnh thiên cung, bên trong mây mù xa xăm dường như ẩn chứa đại đạo hàng cổ. Còn có 10 quả bà sa đạo đỏ tươi, bên trong đao quả có linh sơn, trên linh sơn có 3 tôn Phật Đà được xưng là Tam Thế Thân, Tam Thế Phật, 3 vị của Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Lại có 100 đóa bỉ ngạn hoa nở rộ vô cùng ảo diệu. Trong điện Hy Hoàng yên lặng xuống, yên lặng một cách đáng sợ, thậm chí một sợi tóc rơi xuống đất thôi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngay sau đấy là một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận vang lên ầm ĩ. Dù là cường giả Thiên Yêu Cung nghe thấy lễ vật của Diệp Phúc cũng không khỏi mất đi cấp bậc lễ nghĩa, mất đi chừng mực. Thậm chí vị thánh chủ yêu chủ kia cũng không nhịn được mà đứng dậy khỏi vị trí tông chủ, khá là kích động. Hắn quả đúng là hiểu sâu biết rộng, gặp qua rất nhiều bảo vật, thậm chí tặng hậu lễ cho Hoàng Tuyển Ma Tông lúc trước cũng không hề chớp mắt một cái, chuyện trò vui vẻ. Nhưng hậu lễ tặng lại của Diệp Húc đúng là vượt qua những gì hắn dự liệu. Vài món lễ vật nho nhỏ này khiến cả hắn cũng phải động tâm. Nếu Diệp Húc không phải con rể tương lai của hắn, không phải đến tặng sinh lễ mà lấy ra những bảo vật đó để khoe khoang, thì hắn sẽ lập tức giết người mà đoạt bảo. Không nói những thứ khác, chỉ riêng 10 quả bà sa đạo quả kia đã đủ để cho hắn ra tay giết người. Một quả bà sa đạo có thể tăng thọ nguyên 300 năm. Đối với cường giả bậc thánh chủ mà nói thì không có thứ gì có thể hấp dẫn hơn việc kéo dài thọ nguyên. Mà cây bàn đào kia lại càng quan trọng. Gốc cây bàn đào này có hơn 30 quả bàn đào, mỗi một quả có thể kéo dài thọ nguyên ngàn năm, giá trị hơn xa bà sa đạo quả. Huống hồ đó lại là một gốc cây bàn đào. Về phần bỉ ngạn hoa, loại linh tài này có thể làm cho vô sĩ đột phá giới hạn tư chất, nhìn được đến bờ bên kia tu vi, đạt được thành tựu không có khả năng đạt được. 100 đóa bỉ ngạn hoa có nghĩa là Thiên Yêu Cung có thể xuất hiện thêm 100 vị cao thủ tam tương cảnh, cũng là một món tài sản không thể khinh thường. Nhưng trong các bảo vật này, thứ quý giá nhất chính là 9 cành thuần dương linh mạch bậc 9 có hình dáng kim long kia. Đây là một món của cải nặng nhất. 9 cành thuần dương linh mạch bậc 9 hoàn toàn có thể tạo ra 9 vị vô hoàng, làm cho số mệnh của một thánh địa hưng thịnh vô cùng. Tất cả đệ tử đều có thể dùng thuần dương linh khí tu luyện tăng lên tu vi. Chẳng lẽ gần đây có thánh địa nào bị tên tiểu tử này tiêu diệt hay sao? Nếu không thì hắn lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy? Những bảo vật này cho dù là vị thánh chủ nào cũng đều động tâm. Yêu chủ cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn không nghe nói có thánh địa nào bị diệt hay ai bị cướp sạch. Lão thầm nghĩ, khoản hậu lễ này lại nói là lễ vật nho nhỏ, đúng là hiền tế của Thiên Yêu Cung ta.
Nếu Thiên Yêu Cung có thể chiêu thêm được vài cậu con rể như vậy thì đã sớm vượt qua Thanh Đế Môn, trở thành thánh địa thứ nhất trong yêu tộc rồi. Thậm chí là thánh địa thứ nhất trong chính ma yêu tam đạo rồi kìa. Hắn càng nhìn Diệp Húc lại càng thấy thích. Lúc trước hắn còn ghét tên tiểu tử này được voi đòi tiên, lòng tham không đáy, đã đính hôn cùng Khổng Tước, lại còn dụ dỗ em vợ Phượng Yên Nhu. Lúc này lại thấy tiểu tử này có vẻ thuận mắt. Hiền tế à? À không, không đúng. Tên tiểu tử này thật đa mưu túc trí, ngay cả ta cũng tính kế à? Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi trở nên âm trầm. Hắn suy nghĩ, hắn đưa tờ lễ vật dày như vậy, rõ ràng là cũng đòi đồ cưới đủ phân lượng. Hề, đáng giận mà. Nếu người khác được sinh lễ dày như vậy thì đã sớm vui mừng, choáng váng cả đầu óc. Nhưng tư duy của vị yêu chủ này cực khác người. Tưởng tượng ra những thứ mà người ta chưa nghĩ đến, nên hắn lập tức nghĩ đến chỗ không ổn. Tên tiểu tử này lấy ra nhiều bảo vật như vậy, chắc là để đòi đồ cưới rồi, chắc chắn là như vậy. Sắc mặt của hắn có phần phát xanh, thầm nghĩ, khoản đồ cưới này gõ ta thật ác à. Nếu người khác hỏi ta, yêu chủ, con rể ngài đưa sinh lễ dày như vậy, ngài hồi mua lại cái gì, thì ta nên trả lời như thế nào đây? Tay của yêu chủ run run lên, không khỏi có phần chán nản. Diệp Húc mang ra khoản hậu lễ này thật làm cho hắn khó xử. Đồ cưới hồi môn không kém sinh lễ bao nhiêu, Thiên Yêu Cung thật sự không lấy ra được đồ cưới nặng như thế, trừ khi là cấm bảo. Ta biết ngay cái tên tiểu tử này không tốt như vậy, hóa ra là ngóng trông cấm bảo của Thiên Yêu Cung ta. Không được, không được, cấm bảo của Thiên Yêu Cung ta chính là do tổ sư truyền lại, không thể để lọt ra ngoài, cần phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn mới được. Diệp Húc chỉ thấy sắc mặt vị nhạc phụ tương lai này lúc thì xanh, lúc thì trắng, hoàn toàn không ngờ ông ta có thể nghĩ ra nhiều tâm tư như thế chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi. Sắc mặt yêu chủ khôi phục nguyên trạng, hắn cười nói, "Ê, con đã có tâm như thế, lễ vật nhỏ đó ta xin nhận." Hắn vung tay áo cuốn lấy những bảo vật đó lại rồi cười nói, "Thiếu bảo, con đừng xa đến đây, còn chưa gặp thế tử tương lai. Người đâu, đi mời." Hắn còn chưa nói xong thì Diệp Húc đã nói trước một bước, "Ta cùng Yên Nhu muội muội tình đầu ý hợp, nhưng hồi lâu không gặp, nay đính hôn cũng nên gặp một lần." Yên Nhu? Đám lão quái vật Thiên Yêu Cung kia đều cả kinh, ai nấy đều thấy kỳ quái. Có người thấp giọng nói, sao lại liên quan đến tiểu công chúa vậy, không phải là đính hôn với nhị công chúa sao? Đúng vậy, hình như đối tượng định thân là nhị công chúa. Chớ nói, chuyện này có phần cổ quái, cứ từ từ nghe thánh chủ nói đã sao đã. Diệp Phúc cũng có phần không yên trong lòng. Hắn biết rõ ngày đó yêu chủ đến Hoàng Tuyển Ma Tông là tính cho hắn đính hôn với nhị công chúa Khổng Tước. Ứng Tông Đạo cứ thế đồng ý. Nhưng lúc này hắn cố ý không nhắc đến chuyện này, mà chỉ nói tới Phượng Yên Nhu, chính là ở trước mặt mọi người rời hoa nối cây, đổi vị hôn phối, định ra chuyện này trước mặt các vị lão quái vật Thiên Yêu Cung này. Yêu chủ nhìn hắn vài cái thật kỹ, sắc mặt Diệp Húc vẫn không hề thay đổi, nhưng lòng hắn lại vô cùng khẩn trương. Đột nhiên yêu chủ cười ha ha nói, hiền tế, ta và con chưa từng có cơ hội ở chung, con đi theo ta. Hắn lướt ra ngoài cung, Diệp Húc chỉ phải kiên trì đuổi theo. Này các vị, nơi đây có đồ ăn hay không? Chờ Diệp Húc cùng yêu chủ đi rồi, Hạo Thiên Quyển lập tức lắc lư chạy ra kêu lớn, mang về con yêu quái đến nếm thử xem nào. Trong Hy Hoàng Điện, vô số ánh mắt tức giận nhất thời dừng lên người con phá cầu này, khiến nó hoảng sợ, vội lui ra sau lưng của Già La Minh Tôn, thầm nói, bọn người này thật nhìn khá hung tàn. Già La Minh Tôn bị nó làm cho tức suýt học máu. Đây đều là đám lão quái vật của Thiên Yêu Cung, tên khốn này còn kêu la đòi ăn yêu quái, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Này hiền tế, ta có thể gả cả nhị nữ cùng tiểu nữ nhi cho con. Trong hậu hoa viên của Thiên Yêu Cung, yêu chủ và Diệp Húc một trước một sau đi trên một cây cầu kiều. Yêu chủ nhàn nhạt nói, bên kia cây cầu hương hoa thơm ngát, đủ mọi loại hoa tươi nở rộ. Diệp Húc im lặng một lát rồi cười khổ lên tiếng, dừa sành hái thì sẽ không ngọt. Khổng Tước sư tỷ tâm trí cao xa, ta rất bội phục, nhưng bội phục chỉ là bội phục chứ không phải là tình cảm. Yêu chủ mỉm cười rồi đột nhiên vẫy tay, một quả đu đủ còn xanh rơi vào trong tay cười nói, dừa xanh cũng có thể rất ngọt, ví dụ như quả đu đủ này giấm vài ngày là có thể chín. Ta cưới 7 vị phu nhân, có cướp có cưới cũng có tự nguyện gả cho ta, này không phải đều là tôn trọng lẫn nhau hay sao? Diệp Phúc kinh ngạc không nói lời nào, sau một lúc lâu mới cười khổ nói, nhạc phụ thứ lỗi, tâm ý ta đã quyết, không ai có thể sửa sang được. Yêu chủ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hắn thản nhiên nói, ta tâm ý đã quyết cũng không ai có thể sửa được. Nếu ngươi nghịch ý ta,
hậu hoa viên này chính là mộ chôn của ngươi. Nhạc phụ đại nhân, thời nay không có vị thánh chủ nào có thể giữ được tiểu tế, chỉ có vô hoàng là còn làm được. Diệp Phúc lặng lặng đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào yêu chủ, áy náy mà nói: Nhạc phụ đại nhân, ngài cũng không được. Tinh quang bắn ra từ trong mắt yêu chủ, hắn nhìn Diệp Phúc rồi đột nhiên lộ ra vẻ kinh dị. Diệp Phúc đứng ở nơi đó như một vị thần vương tọa trấn trung ương, hằng cố bất động, lại giống như chân thân hắn không ở nơi này mà đã dung nhập vào trong hư không, chân thân ở trong dị độ thời không. Giữa hắn và Diệp Phúc dường như cách nhau không biết bao nhiêu không gian, xa xôi vô cùng, cả tỷ dặm cũng không thể tính toán được. Ta cũng không được sao? Khóe mắt của yêu chủ run lên, cười lạnh một tiếng. Đang định ra tay thì trên không trung Thiên Yêu Cung truyền đến một giọng nói già nua: Đặng Lâm và Đinh Dần từ Chu Thiên Tinh Cung đến cầu kiến yêu chủ. Hai người chúng ta phụng lệnh tinh đế mời yêu chủ đi Chu Thiên Tinh Cung cùng bàn đại sự. Lời này vừa dứt, đột nhiên bầu trời trở nên sáng ngời, từng ngôi sao từ chỗ xa xô lướt tới. Ánh sao càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói mắt, ngay cả ánh sáng mặt trời đều bị che khuất. Ánh sao cách Thiên Yêu Cung càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy đó là một tòa Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và Tinh Hà Trụ Quang đại trận rộng lớn ngàn dặm, trông thật đồ sộ. Chu Thiên Tinh Đấu cùng một ngân hà đột nhiên dừng lại, lơ lửng trên bầu trời Thiên Yêu Cung. Một vị cổ thần với hình dạng kỳ quái khoanh chân ngồi trên những ngôi sao kia, đúng là Chu Thiên Tinh Quân. Hai lão già bay ra từ trong hai tòa đại trận này, cất cao giọng nói: Yêu chủ, tinh đế có lời mời. Sao? Đặng Lâm, Đinh Dần ư? Hai vị nhân hoàng của Chu Thiên Tinh Cung sao? Yêu chủ nao nao bỏ qua ý định thử độ sâu cạn của thực lực Diệp Phúc, thầm nghĩ: Nghe nói tinh đế muốn tụ tập tất cả thánh địa, chính ma yêu ba đạo cùng một chỗ để tạo thành liên minh cùng đối kháng với hậu nhân của Đế Khốc Thần Vương. Chẳng lẽ y phái Đặng Lâm và Đinh Dần tới là vì việc này ư? Hắn cùng với Diệp Húc chỉ là tranh giành khí phách, nhưng tinh đế lại mưu đồ rất lớn, định hợp tất cả thánh địa lại làm một, mà y thì trở thành lãnh tụ của các đại thánh địa kia, dạ tâm to lớn, không hề thua kém cái gọi là con cháu của Đế Khốc Thần Vương. Tiểu tử, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Yêu chủ lập tức nhẹ nhàng bay đi, nghênh đón Đặng Lâm và Đinh Dần, thản nhiên nói: Ngươi ở lại nơi này, trước đừng có đi loạn lung tung, cần phải biết yếu không thể địch được mạnh. Hôm nay con gái của ta, ngươi dù muốn hay không thì cũng phải cưới. Diệp Phúc ở sau lưng ông ta đột nhiên cười nói: Thưa nhạc phụ, hiện giờ cánh tay con rể đã đủ to và đủ cường tráng rồi, hẳn là có thể vắt qua đồi được rồi. Yêu chủ hơi lảo đảo một cái, quay đầu lại trợn mắt nhìn thì thấy Diệp Phúc đang giơ tay quan sát, sau đó vừa lòng gật đầu, hiển nhiên là hắn cho rằng cánh tay của mình đã đủ trắng kiện, có thể vắt qua đùi. Khốn kiếp mà! Yêu chủ nghiến răng nghiến lợi, lòng càng thêm căm tức. Hắn vung tay áo lên, vô số vu bảo ào ào bay ra từ trong tay áo của hắn, rơi vào trong hậu hoa viên hẻo lánh này. Lập tức từng đạo trận vân xuất ra, chỉ một thoáng, tầng tầng lớp lớp cấm chế trải rộng ra toàn bộ hậu hoa viên. Hắn hừ lại một tiếng, thản nhiên nói: Ta bày ra hãm không đại cấm ở nơi đây, nếu ngươi có thể phá nó trong một canh giờ thì bảy viên ngọc quý trên tay ta kia tùy ngươi lựa chọn. Trước mặt Diệp Húc đột nhiên biến đổi, hậu hoa viên rực rỡ sắc màu đã biến mất, thay vào đó là một mảng núi cao nguy nga rộng lớn, vô tận sát khí nồng đậm như súp phóng lên cao. Dường như hắn chỉ cần khẽ động là sẽ xúc động đến hãm không đại cấm ở nơi đây lâm vào hiểm cảnh. Yêu chủ vốn nổi danh thông thái về cấm pháp, là đệ nhất cấm pháp đại tông sư mà các đại thánh địa công nhận. Hắn tùy tay bày ra cấm chế, bất cứ vị thánh chủ nào cũng không dám khinh thường. Những cấm chế ở đó, một cái ta cũng không nhận ra. Diệp Phúc chớp chớp mắt, hoàn toàn mù tịt với cấm chế. Yêu chủ nhất định là biết điểm yếu này nên mới để lại hãm không cấm, cố ý làm khó hắn. Nhưng ta lại biết cách phá cấm. Kiến mộc thần trượng, lên! Oanh! Hắn tế kiến mộc thần trượng lên, quét tới một trượng, lập tức hàng ngàn, hàng vạn dãy núi đều vỡ nát. Sau đó hắn lại cầm thanh trượng, triển khai thanh hà trông như một chiếc cô màu xanh, đẩy ra những đạo cấm chế trận vân không hoàn chỉnh, dễ dàng đi ra khỏi hậu hoa viên này. Kỳ thật, phá cấm cũng không rắc rối cho lắm. Diệp Húc tay cầm ô, mỉm cười nói: Tay ta đã đủ thô, đủ cường tráng, nhạc phụ, ngài thấy sao? Cấm chế mà yêu chủ bày ra, tuy có uy năng mạnh nhưng không đến mức có thể giết chết được thánh chủ, nếu không hắn ta đã sớm vô địch thiên hạ. Đã không có uy lực giết chết thánh chủ thì Diệp Húc có thể phá cấm. Phương thức phá cấm của hắn đương nhiên không phải là hiểu rõ cấu tạo hãm không đại trận, mà là dùng bạo lực phá cấm, lấy thủ đoạn cuồng bạo đánh cho mảnh cấm chế này nổ tan tành. Lúc này yêu chủ chưa đi xa, nghe thấy thế sắc mặt tối sầm lại.
hắn biết không ổn nên vội vàng quay đầu nhìn. Đã thấy hậu hoa viên của Thiên Yêu Cung đã thành một đống hỗn độn. Hậu hoa viên mà hắn cực khổ gieo trồng đã bị một trường của Diệp Phúc phá sạch. Diệp Phúc nhanh chóng đuổi theo hắn cười nói: "Thưa nhạc phụ, giờ coi như con rể đã qua cửa rồi. Có phải con rể muốn cưới ai là có thể cưới người đó không?" "Tiểu tử thối." Yêu chủ khẽ lắc đầu nhìn hậu hoa viên hoang tàn kia mà cảm thấy đau lòng. Nhưng thực lực của Diệp Phúc cũng khiến cho hắn khiếp sợ. Chỉ sợ chính mình cũng không thể giữ lại được Diệp Phúc. Chỉ có dùng cấm báo thì mới có thể lưu hắn lại được. Nhưng tiểu tử này vừa nói, nếu hắn muốn đi thì trừ Vu Hoàng, ai cũng không thể giữ hắn lại. Chẳng lẽ thủ đoạn vừa rồi cũng không phải toàn bộ thực lực của hắn ta sao? Hắn thật muốn xem toàn bộ thực lực của Diệp Húc là như thế nào. Nhưng lúc này sứ giả của Tinh Đế đã đến, hắn không rảnh đọ sức một trận với Diệp Húc, vội cất bước trở về Hưu Hoàng Điện. "Tiểu tử ngươi tu vi không tệ, mau đi theo ta." Hắn phải tay áo đi trước một bước. Diệp Húc theo hắn đi vào trong Hưu Hoàng Điện, chỉ thấy hai vị nhân hoàng Chu Thiên Tinh Cung đã chờ ở trong điện, có các vị trùm sò Thiên Yêu Cung đón tiếp. "Yêu chủ sư huynh, Tinh Đế phái hai người chúng ta đến là để đặc biệt mời yêu chủ đi gặp mặt, cùng thương thảo kế sách đối phó con cháu Đế Khốc Thần Vương." Đặng Lâm đưa thiệp mời lên cười nói: "Đại hội lần này chính là chuyện quan trọng chưa từng có trong thế giới Vu Hoàng ta, tất cả các thánh địa đều tham gia, mong rằng lúc đó yêu chủ cũng nể mặt mà đến." Yêu chủ nhận lấy thiệp mời, tùy tiện lướt qua một cái, không tỏ ý kiến mà nhìn về phía Diệp Húc cười nói: "Sao, ngươi thấy thế nào?" "Đương nhiên là phải đi rồi." Diệp Húc cười nói: "Nếu không đi thì chẳng phải là bị cô lập ở bên ngoài, khiến cho Tinh Đế thuận lợi trở thành minh chủ hay sao? Tinh Đế mưu đồ quá lớn, nếu y trở thành minh chủ thì có khi còn nguy hại hơn cả con nối dòng của Đế Khốc Thần Vương. Sao có thể để cho người như thế trở thành minh chủ được?" "Vị huynh đệ này là..." Trong mắt Đinh Dần hiện lên một đạo sát khí, hắn nhìn thẳng Diệp Húc nhỏ nhẹ hỏi. Diệp Húc theo lễ nghĩa thi lễ với hai người cười nói: "Tại hạ họ Diệp, tên Húc, tự là Thiếu Bảo, kính chào Đinh huynh, Đặng huynh." "Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo sao?" Đặng Lâm và Đinh Dần ngẩn ra, sát khí hiện ra trong mắt. Đinh Dần cười lạnh với một bộ mặt thật âm trầm: "Hóa ra người chính là Diệp Thiếu Bảo. Tốt, ngươi liên tục giết đệ tử Chu Thiên Tinh Cung ta, ngay cả thiếu chủ Thạch Tinh Vân cũng bị ngươi đánh nát ngọc lâu, lại ở biển oan hồn gài bẫy hơn 10 vị cao thủ Tinh Cung ta." Đặng Lâm tiến lên phía trước một bước, thản nhiên nói: "Đi mòn cốt sắt chẳng tìm thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Yêu chủ, kẻ này có mối thù sâu nặng với Chu Thiên Tinh Cung ta, từ trên xuống dưới Chu Thiên Tinh Cung đều muốn ăn gan uống máu kẻ này. Kính xin yêu chủ bán cho chút mặt mũi cho Tinh Cung ta, để hai người bọn ta diệt trừ cái tên sâu mọt cho thế giới Vu Hoàng." Đinh Dần đằng đằng sát khí nói: "Yêu chủ nên biết thực lực của Chu Thiên Tinh Cung ta, mà Tinh Đế là đệ nhất nhân thế giới Vu Hoàng này. Lần này Tinh Đế xuất quan đã vô cùng gần cảnh giới Vu Hoàng, dù là Ứng Tông Đạo cũng không phải là đối thủ của ngài ấy. Kính xin yêu chủ hãy để cho hai người chúng ta diệt trừ nghiệp chướng này. Toàn thể Tinh Cung ta rất cảm kích." Lời gã vừa nói ra không thể nghi ngờ là lấy Chu Thiên Tinh Cung đe dọa Thiên Yêu Cung. Đám lão yêu quái Thiên Yêu Cung kia trước giờ luôn kiệt ngạo bất tuần, coi trời bằng vung, nghe thấy vậy ai nấy cũng đều giận dữ. Một gã lão yêu quái có cái chán nổi lên cao cao, cười ha ha một tiếng, nghe thật dữ tợn rồi nói: "Khốn kiếp mà, ngươi có biết Diệp Thiếu Bảo là ai không? Hắn chính là con rể Thiên Yêu Cung ta, ngay cả chàng rể của Thiên Yêu Cung mà ngươi cũng muốn giết ư? Ngươi chán sống hay sao?" "Chu Thiên Tinh Cung thì sao, Tinh Đế thì là cái gì? Chọc giận chúng ta sẽ đánh đến Tinh Cung giết cả nhà ngươi." "Muốn giết cô gia của Yêu Cung ta ư? Hãy bước qua xác của ta đã kìa." Sắc mặt của Đặng Lâm và Đinh Dần biến đổi. Đặng Lâm cười lạnh nói: "Yêu chủ, chẳng lẽ Thiên Yêu Cung muốn đối nghịch với Tinh Cung ta sao? Mong yêu chủ hãy suy nghĩ cho kỹ." Yêu chủ cười ha hả, liếc Diệp Húc một cái rồi nhàn nhạt nói: "Hai vị cứ ra tay đi, cứ việc giáo huấn tên tiểu tử này một chút, ngay cả ta nhìn hắn cũng không thấy tận mắt rồi, đã sớm muốn đánh cho hắn một trận rồi." Hắn cười như không cười, trong lòng có phần đắc ý. Hắn vẫn rất muốn biết thực lực chân chính của Diệp Húc, nhưng lại không rảnh ra tay, cũng sợ làm hỏng đi hòa khí giữa cha vợ, con rể. Lúc này, mượn tay hai người Đặng Lâm và Đinh Dần kia cũng có thể khiến hắn nhìn ra được thực lực chân chính của Diệp Húc. Đặng Lâm và Đinh Dần đều là nhân hoàng, là cường giả đã tu luyện tới trung kỳ, đặt ở thế giới Vu Hoàng này cũng là cao thủ ở cấp bậc hiếm thấy. Lấy thực lực và thủ đoạn của hai người bọn họ thì tất có thể làm cho tên tiểu tử kia mang vừa hết vốn liếng ra mà chống cự.
Ánh mắt của hắn chớp động, thầm nghĩ: nhưng hai tên Đặng Lâm và Đinh Dần này muốn giết con rể ta cũng là không có khả năng. Có ta ở đây, cho dù Tinh Đế có tự mình đến, muốn giết người trước mặt ta cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Cùng lắm thì lúc đó bắt hai tên này, để cho tên tiểu tử kia chút giận là được. Đa tạ yêu chủ đã thành toàn. Đặng Lâm nhìn về phía Diệp Húc, bộ mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng mà nói: Diệp thiếu báo, ngươi liên tục bắt nạt những đệ tử có tu vi yếu kém trong tinh cung ta, giờ Đặng Mỗ cũng bắt nạt lại ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vù! Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ của gã bay tới, ầm ầm tiến vào trong cơ thể. Pháp lực của 365 tôn thiên địa pháp tướng tuôn vào trong cơ thể, khiến khí thế của gã tăng vọt, khủng bố đến cực điểm, cho mọi người ở trong Hy Hoàng Điện một cảm giác bấp bênh. Đây là hơi thở của bá chủ Nhân Hoàng Trung Kỳ, cuồng bạo bá đạo, bóp méo hư không, chỉ hơi thở thôi đã có thể khiến hư không sụp đổ. Bắt nạt ta sao? Diệp Húc lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng chẳng hề để ý đến khí thế của Đặng Lâm. Hắn thất thanh cười nói: rất nhiều người tự nhận là có thể bắt nạt ta đều đã bị ta giết cả. Hắn một mình đứng ở nơi đó nhàn nhạt nói: lần trước Diệp Mỗ ra tay giết Thái Thượng Trưởng Lão Đông Hoàng Phủ Tung của Thái Dương Thần Cung, lão ta đã bị ta luyện hóa thành tro. Trước đó ta đại chiến một trận với đại tướng Quy Thiên Thư, thuộc hạ của con nối dòng Đế Khốc Thần Vương, đánh cho Quy Thiên Thư bị thua, phải rút lui, vứt bỏ cả nửa cái mạng. Mà trước Quy Thiên Thư, ta tiêu diệt đi gia chủ Đông Hoàng Thế Gia, Đông Hoàng Việt, từ trong tay của y giành được một món cấm bảo bán thành phẩm. Diệp Húc thản nhiên nói: đại khái là do con nối dòng của Đế Khốc Thần Vương và Đông Hoàng gia kia không muốn tuyên dương chiến tích cho ta, nên người ngoài mới không biết mà thôi. Hắn tiến lên một bước, mỉm cười nói: Đặng Lâm, Đinh Dần, giờ các ngươi còn dám nói muốn bắt nạt ta không? Chuyện mà hắn nói ra ngay cả yêu chủ cũng chưa từng nghe nói đến, không biết nguyên nhân vì sao. Nhưng yêu chủ biết Diệp Húc hoàn toàn không nói dối, vì quả thật không lâu trước có tin truyền đến gia chủ Đông Hoàng Thế Gia đã mất, không ngờ chính là do Diệp Húc đã hạ thủ. Hai vị, đổi lại là ta bắt nạt hai người các ngươi có khi còn đúng hơn đấy chứ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 150 của chúng ta tạm thời đã kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 151 ngày mai. Tập 150 cũng là tập duy nhất của tối ngày hôm nay. Mình muốn dành thời lượng cho anh em xuyên không nghe ngược về Minh Triều. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ.